chào mừng đồng bào đến với thung lũng. Hôm nay không có cước heo. Mùi. Đây là phần intro thôi. Thấy phần intro khá thú vị không? Thì những cái clip tiếp theo mình sẽ không có để nhạc đâu. Hey, và hôm nay mình sẽ không có nấu thịt rồi cũng không có nấu đồ chay. Làm món gì từ từ biết, nhưng mà trước khi làm thì cứ phải xách cái bọc này đi chứ không làm cái con chó nó quất hết.